Đứng lại, đứng lại, đoàn cấp đứng lại. Ai đứng lại, đoàn cấp đứng lại. Đứng lại ăn cấp. Ăn cấp, đứng lại. Đứng lại ăn cấp. Đừng có đánh nó. Sao mà không quánh, tôi phải quánh nó cho trường hỏi ăn cấp của nó chứ. Thôi, nó là con nít mà. Tiền nè. Mày nha, lần này nha, lần sau mà gặp tao là biết tay á. Lần sau đừng ăn cắp vậy nữa nghe con. Bị bắt là chết đó. Đợi chú một chút nha. Hết thì tới đây nghe con. Dạ. Ê, bà biết tin gì chưa? Tin gì? Tôi nghe nói xã kế bên bị dịch rầy nâu rồi đó. Tôi lo quá à. Người sao rồi tía? Ruộng của tôi cháy rầy hết rồi. Tía đừng có lo, mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi. Bà nói vậy là sao? Như thế này là sao? Dạ, là đây ạ. Là nhờ cái này đây ạ. Bersina của công ty Coteva. Chỉ cần phun cái này là sau 30 phút rầy bắt đầu chết. Từ rầy cám cho đến rầy trưởng thành đều chết hết. Và quan trọng á, hiệu quả kéo dài đến tận 21 ngày sau phun, an toàn với thiên địch và bảo vệ môi trường nữa đó chú Hai. Thần kỳ quá. Mà cậu là ai vậy? Hết thì tới đây. Cảm ơn chú. Chàng ơi là con đó hả?